Hello các bác. Hôm nay em sẽ test thử cây giống mà em trồng hơn một năm đây. Cây na thái của em đây, cây này được trồng được hơn một năm rồi. Thì em để một số trái để thử nghiệm cây giống. Cái thứ hai nữa là cũng sắp sửa đến thu hoạch rồi. Hôm nay em đi kiểm tra để cắt cho khách. Tại vì có mấy bác là muốn đặt cho em để mua trái mang về quê á. Đấy, mang về Bắc. Hôm nay em làm video này để có thể là gần như là cũng là so sánh cũng như là để cho các bác biết được lợi ích của cái dòng túi bọc. Đấy, dòng túi bọc A068 này này. Đấy, để các bác xem được là chúng ta sẽ so sánh là giữa sử dụng túi và không sử dụng túi. Cái thứ hai nữa là lợi ích khi sử dụng túi bọc ấy, thì nó sẽ có nhiều cái rất là hay. Thì hôm nay em nhận được hai cuộc gọi đều nói là na lúc đầu tiên ấy thì là ăn thì không sao nhưng về sau này nó cứ có giỏi. Đấy. Thì các bác hỏi là thế nằm na phải bọc à, thì em trao đổi các bác nằm na thái là phải bọc nhé, không bọc không được ăn đâu. Đấy. Đây. Cái túi này là trao đổi các bác là túi này là sử dụng lại mùa 2 nhé. Đây, những cái túi này đều bộ sử dụng lại mùa 2 hết đây này. Đấy. Còn túi mới kìa. Túi mới là cái sử dụng mùa đầu thì nó sẽ đẹp như thế kia nhưng mà đây. Đây. Mới mùa đầu thì nó vẫn đẹp như thế này này. Đấy, mới bọc được 2 tháng rồi nó vẫn đẹp như thế. Còn đây là sử dụng mùa 2 rồi. Mùa 2 thì chúng ta phải chấp nhận là cái túi nó hơi cũ xấu một tí nhưng mà chúng ta vẫn bọc được 2 vụ thoải mái, nó không bị rách. Đấy. Cái miệng này của nó thì nó hơi đây. Cái miệng này của nó thì bọc vụ thứ 2 rồi thì nó cũng hơi mủn ra đây, nhưng mà không sao cả các bác nhé. Chúng ta quấn lại thì nước nó đọng hoặc nó ngấm ở chỗ này thì nó cũng không sao cả, ảnh hưởng gì. Đây. Đây, cái dòng túi đây. Đấy. Thì cái trái na thái này thì trao đổi các bác, trái na thái này thì hiện tại bây giờ thì nó chưa được già lắm. Đấy. Này thì em đoán thì nó chỉ được tầm khoảng 6 tuổi thôi. Đấy. Chưa cắt được các bác nhé, na thái này là chưa cắt được. Đấy. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ bọc một cái xốp ở bên trong. Đấy. Bọc cái xốp ổi ở bên trong, xong rồi chúng ta bọc cái túi ở bên ngoài là đảm bảo nhất. Này, cái túi này này. Đấy. Này các bác thấy cái trái nó cực kỳ đẹp không? Này nó lên phấn này. Đó. Thì cái này mới được có khoảng 6 tuổi thôi, chỉ chưa cắt được. Cái này trái này khi mà nó được thu hoạch thì trái này sẽ to thêm được khoảng 1 đến 200 g nữa. Đấy, trái này hiện tại bây giờ thì em đoán là tầm khoảng 5 đến 600 g. Thì khi cắt thì trái này nó sẽ được tầm khoảng 7 đến 800 g. Đấy. Này. Tại sao em bấu cái này ra? Vì lý do này là khi nó chật cứng rồi đấy. Nên là khi mà các bác trước khi bọc nhé, trước khi bọc ấy mà bọc cái xốp ổi không phải xốp la nhé, thì chúng ta có thể tách một hai cái mắt chỗ này ra này, ở giữa này, này độ phình này, này thì sau này nó phình nó kéo căng cái này ra này, nó không bị chặt cái trái này. Đấy, như đây. Đấy, em cấu khoảng 2 mắt thôi nhé, không cấu nhiều đâu, thế cho nó phình ra cho nó đỡ bị căng. Đấy, cái trái này thì hiện tại bây giờ thì chưa thu hoạch được đâu. Đấy, bắt đầu chuyển màu vàng rồi này. Đó, khi nào cái mắt của nó phải bằng lì ra, trái này rất to nhé. Trái này có thể lên đến 700-800 g. Đấy, thì khi mà bọc ấy, nếu mà được thì các bác lên bọc thêm cái xốp ổi. Xốp ổi mua rất là rẻ. Đấy, xốp ổi các bác bọc thêm vào. Không cần phải xốp na đâu, xốp na thì quá dài, xốp na thò tận dưới này này thì nó lãng phí. Cái thứ hai này nó cũng không, cái túi ấy, nó lúc này là nó cũng ảnh hưởng đến cái cuống trái nên tốt nhất các bác dùng xốp ổi cho nó ngắn. Này. Đó, không cần phải. Này. Các bác thấy cái mã nó đẹp không? Không có tí vết luôn đúng không? Này thì trong này em sẽ bọc lại. Đây, còn này, em chuyển qua cái túi này. Đấy, khi các quấn thì có thể quấn vào cành hoặc là quấn vào cuống trái. Em giới thiệu đây là cái túi A068 túi giấy nhá, của Đài Loan. À, cái này thì không có bọc xốp. Cái này thì không có bọc xốp. Đây. Cái này thì không có bọc xốp. Đấy. Đấy, các bạn thấy nó là thấy da vàng nó hoành tráng không? Cái này thì chưa được cắt đâu các bác nhá. Em nói luôn chưa được cắt đâu. Đấy. Cái này thì mới được khoảng 6 tuổi thôi. Đấy, chưa cắt được. Đấy, một cây này em để có mấy trái thôi, chuẩn bị là tháng sau này em bắt đầu em làm trái lại cái vườn này, thì cây này em sẽ để tầm khoảng chục trái. Thì đây. Đấy, cái này chưa đâu, cái này đến khi mà thu hoạch thì trái này sẽ to thêm được khoảng 1 đến 200 g nữa, thì trái này sẽ trung bình tầm khoảng 6 đến 7 nạng. Này, túi này để sử dụng lại các bác nhé, mua khác ở đây này. Nên khi các bác mua túi thì em trao đổi các bác rồi, em nói là một ý, thì là các bác có thể sử dụng thêm cái túi xốp bọc ổi. Đấy. Nhưng mà theo em là lên sử dụng thêm cái túi xốp bọc ổi. Đấy. Thì nó sẽ đẹp hơn.
Đấy. Đấy. Nhưng mà không sử dụng thì nó cũng đã tuyệt vời như thế này rồi các bạn, đúng không? Đấy. Không hề có tí vết gì luôn. Đấy. Đó. Cái này thì trông nữa để em sẽ bọc lại. Đấy. Đây còn dòng túi giấy mà dùng năm thứ nhất thì nó sẽ đẹp như thế này. Nó chưa có bị nhiều nắng mưa, nó sẽ tương đối đẹp. Đấy. Cái A068 giấy rất là bóng và đẹp dai nhé. Đấy, nhiều bác thì quen sử dụng cái dòng túi cước hoặc là dùng cái bao ni lông ấy, nhưng mà theo em nghĩ là nếu bọc lá thái các bác một là dùng túi rút, hai là dùng túi túi giấy, và túi giấy thì đẹp nhất. Đây, đó, cái này thì có bọc cái xốp bên trong. Đấy, cái xốp này là xốp ổi. Trái này thì rất to, trái này thì còn phải to ra mấy trăm gram nữa. Đấy, đó. Đấy, cái trái này rất bự các bác, đẹp lắm này. Này, cái mắt nó còn đang rất là sâu. Đó, đang rất là sâu cho nên chưa chúng ta chưa, cái này là tầm khoảng nửa tháng nữa mới thu hoạch được. Đây, na thái em trồng, tranh thủ em trồng thêm, người nhà em trồng thêm cái cây nghệ các bác. Đấy, để cho nó đỡ cỏ. Đây, cái túi này thì là giờ sử dụng mùa thứ hai rồi. Đây, túi này sử dụng mùa thứ hai rồi nên là cái đầu của nó tương đối mụn. Để xem nó có trái nào thu hoạch được không. À, trái này thu hoạch được rồi các bác này. Đây. Đấy, dùng thứ hai cho nó, mùa thứ hai cho một cái miệng túi nó rách luôn rồi đây. À, nhưng mà vẫn hoàn thành được hai mùa đúng không? Vẫn ok rồi. Thế còn mùa đầu thì như cái thằng kia thì quá mới rồi. Đấy. Đây, thằng này thì chưa sử dụng đến không sử dụng đến xốp. Này. Quá đẹp các bạn nhỉ. Này, trái na thái này. Đấy. Trái này thì nó nằm ở có mức khoảng 600. Đấy, vẫn thằng này thì nếu mà cắt tạm được, nếu mà gửi về bác thì em sẽ cắt những dòng như thế này. À, thằng này thì nó đang nằm ở cái mức tầm khoảng 8 tuổi, 7 tuổi rưỡi đến 8 tuổi. Đấy. Thì thằng này đã thu hoạch được rồi đây. Này. Trái đẹp tuyệt vời không? Này. Đó. Các bác đúng chuẩn na thái da vàng chưa? Đấy. Na thái thì nó ra đến mấy đợt hoa, thành ra là không phải trái nào trên cây cũng thu hoạch cùng lúc được. Cái này thì sợ gãy, cái này mà nó đang non thì là rất là phí. Túi mới này là sử dụng một mùa nó không ăn thua gì đâu các bạn. Này, này, không ăn thua gì hết, phải mùa thứ hai cơ. Tại vì chúng ta bọc ấy, bọc túi giấy này thì trái nó phải to hơn quả trứng vịt bắt đầu mới bọc, nên là khi thời gian bọc thì nó cũng ngắn chứ nó không có dài. Nhưng mà tốt nhất các bác nên sử dụng cái thằng xốp ổi vào. Cái thằng này thì cắt được rồi. Thằng này khoảng 7 tuổi. Đấy, cắt trái này mà gửi ra bác thì em cắt được. Trái này nếu mà để thì nó sẽ to thêm được khoảng 100 gram nữa. Thì nó sẽ nằm ở cái mức khoảng 700. Hiện tại giờ trái này khoảng 600 này. Đấy, gai vẫn tương đối nhọn đúng không? Nhưng mà để mà gửi đi xa thì cắt tầm này nó ok rồi này. Đó. Trái rất đẹp. Các bạn thấy không? Đó. Nên cũng khuyến khích các bác là lên bọc cái túi giấy. Các bác phun thuốc thoải mái, không bị ảnh hưởng cái trái bởi thuốc. Đấy. Phun ép cây rồi phun thuốc sâu các thứ là thoải mái luôn, không sợ nó vào trái mà ăn nó không bị ngộ độc. Đấy. Cái thứ hai nữa là khi mà bọc cái túi này rồi thì rất an toàn. Đấy. Gần như không xịt, không phun cái gì cả. Đấy. Đấy. Sau một mùa rồi nó vẫn tương đối là đẹp đúng không? Mùa thứ hai rồi thì nó mới như thế này. Đấy. Sau một mùa thứ hai, 2 năm rồi đấy. Đây là cái này là năm trước em dùng, em quệt sơn đỏ này. Đấy. Cái này là của trước là em dùng ở cái vườn na thái lớn. Khi mà bọc cái tận dụng là bọc lại cái vườn na thái nhỏ này. Còn vườn na thái lớn thì em dùng cái túi mới nuôi. Đây. Đẹp không các bác nhỉ? Đây. Nên là na bói thì chúng ta không cần phải dùng, không cần phải để nhiều đâu. Đây, một tháng sau em sẽ làm trái lại. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy. Trái nó phải lên phấn, nó phải đẹp như thế này này thì chúng ta bán mới có giá. Đấy. Như hai trái này là trong nữa em sẽ cắt. Tại vì để có bác đặt để mang về quê làm quà. Này. Đấy. À, các bạn này. Đấy. Nếu mà cẩn thận nhất thì chúng ta lên bọc thêm cái xốp ở bên trong, xốp ổi. Xốp ổi thì không cần phải xốp na đâu nhé. Xốp ổi thôi. Đấy. Nhiều bác sử dụng cái xốp na thái nó rất là dài, 20 đến 22 cơ. Thì nó quá thừa đi mà nó đắt. Thì theo em các bác lên nên không sử dụng cái xốp na thái mà nên sử dụng cái xốp ổi là được rồi. Này, đó. Đây, túi đây. Thấy không? Đấy.
Thì có một cái điều để nhắc các bác thế này. Vừa rồi là nái buôn rất là lớn ở khu vực dưới Đồng Nai ấy. Đấy, điện cho em thì thường hỏi là vườn đó là bọc bằng cái gì. Đấy. Nếu em nói là vườn đó bọc bằng túi ni lông hoặc túi cước thì thật sự là họ rất ngại mua, và họ mua với giá tương đối rẻ. Đấy. Ví dụ họ chỉ mua với giá tầm khoảng 30 hoặc 32 thôi. Nhưng mà em trả lời là bọc cái túi giấy của em này này. Đấy, bọc cái túi giấy của em. Có số bác ấy là chẳng làm tương đối nhiều, số lượng tương đối nhiều ấy. Em nói là bọc túi giấy của em. Đấy. Hoặc là bọc xốp và bọc túi rút bên ngoài. Đấy. Thì thật sự thương lái rất là khinh mua. Họ bảo là nếu mà bọc cái túi giấy này, bọc cái túi giấy này, đấy, làm bài bản bọc túi giấy này thì họ sẽ mua đến cái giá có thể là đến 40.000 một ký. Đấy. Chứ còn bình thường họ chỉ mua 30 hoặc 32 thôi. Nếu mà đẹp lắm thì mua đến 35. Đấy. Nên em thấy được là độ chênh lệch giữa hai dòng. Cái thứ hai nữa là họ biết mình bọc túi giấy là nó cực kỳ an toàn. Đấy. Ví dụ các bác bọc túi túi cước đấy, thì phun thuốc sâu nó vẫn vào. Hoặc là các bác bọc túi ni lông ấy thì thuốc sâu không vào được, nhưng mà nó bị hấp hơi và nó thối trái rất nhiều, mã nó trái nó không lên. Đấy. Dòng này bây giờ mà để siêu thị thì quá đẹp đấy, đúng không? Này. Có thấy không? Đó. Chuẩn giống chưa? Đẹp chưa? Đấy. Nên em mới tranh thủ em làm cái video này để gửi đến toàn thể các bác, để các bác sử dụng quen đi, quen sử dụng cái túi giấy đi, hoặc là cái túi rút đi. Đấy. Chứ đừng sử dụng cái túi cước với cả cái túi ni lông nữa. Cái túi ni lông chảy qua để chỉ bọc ổi thôi, để cho nó tiện thôi. Hai nữa là nó rẻ, giá thành nó rẻ. Đấy. Ổi thì bán giá rất là rẻ đúng không? Chứ na thái này thì đều 30-40 nghìn một cân, thậm chí 50-60, Tết có thể lên đến 70 hoặc 90. Một số tỉnh phía Bắc bây giờ đang bán với giá 80.000 một ký. 80.000 một cân này thì cái trái này tầm khoảng 50.000. Thì chi cho cái túi bọc này có mấy trăm đồng thôi thì thật sự là nó quá rẻ đúng không? Cái túi bọc này mà chi ra một vụ tính ra có 300 hoặc 400 đồng một túi thì rất rẻ, cực kỳ rẻ luôn. Này. Đấy, mà không phải phun thuốc, an toàn hơn rất là nhiều này. Đó. Đây. Rồi thế các bác nhé, em thì cũng tranh thủ ra vườn hôm nay đi kiểm tra để chốc nữa em sẽ cắt. Em cắt nào để em gửi cho cái bác kia mang về quê làm quà. Đấy, họ không có lấy nhiều. Một số bác ở chỗ em này thì về quê thì cũng mang 10 ký, 20 ký. Đấy. Thì họ làm quà để biếu rồi gọi là hàng cũng gọi là độc lạ đấy, tại vì cũng chưa nhiều nơi có cái dòng na thái này để bán đâu. Đấy. Cam, bưởi, ổi rồi mấy cái hàng thông thường nhãn các thứ thì rất là nhiều rồi đúng không? Nhưng na thái này thì hiếm, hai nữa là nó rất là giá trị mà nó thơm, ngon. Đấy. Và đặc biệt là trái cây sạch. Bọc túi rồi thì không sợ thuốc sâu gì cả. Em có cung cấp cái dòng túi bọc rút này, rồi túi bọc giấy này, đó. Rồi giống là thái da vàng này. Bác nào có nhu cầu thì alo cho em, số điện thoại là 0959037167. Đấy. Ngay buổi sáng này con nói chuyện với một anh, đấy, mua phải cái giống là da xanh nhé. Đấy. Rất là buồn. Và anh đang bảo em là nếu mà hết đợt mưa này thì cắt chồi gửi ra cho anh để anh ghép. Thì cũng mong là anh sẽ ghép được thành công, chứ nhiều khi gửi chồi mà ghép nó không thành công thì cũng ngại, phải không ạ? Đấy, nhưng mà còn tùy thuộc vào người ghép. Cái thứ hai nữa là thời tiết nữa, chứ không phải là cứ ghép là lên đâu, đúng không? Đó, đây, tuyệt vời không? Rồi, thế các bác nhé, chúc các bác có thật nhiều sức khỏe, làm kinh tế thật thành công nhé. Chào các bác nhé. Năm nay em đã trên dưới 40 tuổi, em chưa bao giờ em thấy các cái dòng túi bọc xịn sò như hiện nay. Đầu tiên là loại túi giấy tổng hợp từ Đài Loan, phù hợp cho la thái, xoài, bưởi diễn, cho chất lượng cực kỳ thơm ngon, mẫu mã siêu đẹp. Loại thứ hai là túi rút thế hệ mới organic, chất liệu từ Đài Loan, mềm mượt cho chất lượng cực kỳ tuyệt hảo. Loại thứ ba là túi cước mịn, phù hợp cho bưởi da xanh, mít thái, phòng ngừa sâu bệnh, ruồi vàng cho chất lượng không thể chê vào đâu được. Các bác gọi số điện thoại trên màn hình hoặc để lại số điện thoại ở phần comment, em sẽ gọi lại nha.